Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hẳn. Kính thưa cộng đoàn, thật xót xa khi hay tin cha cố André Trần Đình Trung, đấng sáng lập cộng đoàn Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa, nay là Hiệp hội Thừa Sai Đức Maria Mẫu Sơn, vừa mới qua đời lúc rạng sáng hôm qua. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải chết, nhưng không một cái chết nào mà không đem đến u buồn. Sự ra đi của Ngài là một mất mát to lớn đối với hội dòng cũng như giáo hội Việt Nam chúng ta. Trong tâm tình hiệp thông, xin quý cộng đoàn cùng cầu nguyện cho linh hồn cha André được mau hưởng hạnh phúc đời đời. Linh mục André Trần Đình Trung, sáng lập cộng đoàn Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa, nay là Hiệp hội Thừa Sai Đức Maria Mẫu Sơn, ngày 2 tháng 7 năm 1929, sinh tại Thái Bình, ngày 14 tháng 1 năm 1950, gia nhập dòng Đồng Công, ngày 25 tháng 3 năm 1958, khấn chọn, ngày 13 tháng 8 năm 1964, thụ phong linh mục, ngày 25 tháng 3 năm 1995, sáng lập Cộng đoàn Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa, qua đời lúc 1 giờ 50 ngày 31 tháng 10 năm 2022. Hưởng thọ 93 tuổi, nghi thức nhập quan lúc 15:00 ngày 31 tháng 10 năm 2022, thánh lễ an táng lúc 09:30 ngày 3 tháng 11 năm 2022 tại nhà nguyện Hiệp hội số 523 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, an táng tại đất thánh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Kính thưa cộng đoàn, xin mọi người cũng hiệp ý cầu nguyện cho nữ tu Teresa Nguyễn Thị Đại thuộc hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp vừa mới qua đời, giờ đã về với Chúa lúc 11 giờ 15 phút hôm qua, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá, cáo phó trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp trân trọng kính báo. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Đại sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946, khấn lần đầu ngày 30 tháng 4 năm 1967, khấn trọn đời ngày 30 tháng 4 năm 1973, đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 15 phút Chúa Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở hội dòng số 1053-4 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 76 tuổi, khấn dòng 55 năm. Nghi thức nhập quan lúc 17:00 Chúa Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022. Thánh lễ tại gia lúc 18:00 thứ Hai ngày 31 tháng 10 năm 2022. Nghi thức giá biệt lúc 19:30 thứ Ba ngày 1 tháng 11 năm 2022. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 06:00 sáng thứ Tư ngày 2 tháng 11 năm 2022 tại nguyện đường hội dòng số 1053-4 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa. Chúng con kính xin Đức Tổng, Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Bề Trên, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn nữ tu Teresa sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Hội dòng chúng con xin chân thành cảm tạ. Thay mặt hội dòng, nữ tu Maria Vũ Thị Chín, Bề Trên Tổng Quyền, Hiệp Thỉnh Vincente Nguyễn Đức Dũng, Linh Mục Chánh Xứ, Giáo Xứ Lạng Sơn. Kính thưa cộng đoàn, sơ ra đi để lại cho chúng ta nỗi niềm thương nhớ và sự tiếc thương vô hạn. Thế nhưng, chúng ta luôn xác tín rằng cái chết là cửa ngõ dẫn con người về với Thiên Chúa. Giờ đây, sơ đã nằm xuống nơi lòng đất mẹ, nơi mà chính sơ đã dành trọn cả cuộc đời để miệt mài gieo rắc hạt giống tin mừng. Hy vọng rằng những hạt giống mà sơ đã gieo sẽ ươm mầm và lớn mạnh để trổ sinh nhiều bông hạt khác cho Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và ơn cứu độ của Đức Kitô phục sinh, xin cho linh hồn sơ Teresa được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.